Mến chào quý anh chị và các bạn đến với video mới nhất của kênh Kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và thành công trong cuộc sống Sau đây hãy cùng kênh tìm hiểu về bài luận Tử vi tuổi tân hệ sinh năm 1971 Nam Mạng, trọn đời Và trước khi vào nội dung chính, các bạn và quý anh chị đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất Tân Hợi sinh năm 1971 Nam Mạng Cung Cắn Trực Khai Mạng Hoa Xiến Kim Nghĩa là vàng trang sức Khắc Đại Lâm Mộc Con nhà Bạch Đế Phú Quý Xương con heo Tướng Tinh con cọp Ông quan Đế Độ Mạng Số này cung mạng tương sinh Chẳng sang cũng quý số người thuận sinh Mùa thu là hợp với chàng Điều đặn sung sướng thanh nhàn lo chi Mùa hạ bị khắc hàng vi Đông xuân cũng lỗi giàu thì cực thân Số này cách trở quê hương Tha phương cầu thực mới nên cửa nhà Trung vận vất vả gian nan Kể từ hậu vận thạnh hưng một bề Tiền vận gắt gói lo thôi Ngai Giang cũng bị kéo lôi ngục tù Số mai gặp được Phước Hồng Không thì cũng ở ngục tù từ lâu Tổng quan tử vi tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 Nam Mạng Nam Mạng tuổi Tân Hợi Thỏa nhỏ phải chịu cuộc sống thiếu thốn Khó khăn, vất vả Bởi vậy họ sớm cố gắng Phân đấu, nỗ lực để xây dựng cuộc sống ực ổn định, đầy đủ khi trưởng thành tuổi tân hợi gặp được nhiều may mắn cơ hội để phát triển bản thân càng về sau càng được hưởng tài lộc phú quý là người sống lương thiện nhân hậu bởi vậy nam mạng tuổi tân hợi có tuổi thọ trung bình từ 85 đến 95 tuổi trong cuộc sống họ được mọi người yêu quý mỗi lúc khó khăn đều được quý nhân phù trợ ra tay giúp đỡ về phần tình duyên nam mạng tuổi tân hợi sinh vào tháng 5, tháng 6, tháng 9 âm lịch sẽ trải qua nhiều cuộc tình mới có thể tìm cho mình một nửa phù hợp. Tình yêu vĩnh cũ bắt nguồn từ sự cảm thông, thấu hiểu, tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Bởi vậy, tuổi tân hợi cần phải biết cách lắng nghe và chia sẻ nhiều hơn với người bạn đời của mình. Nam mạng tuổi tân hợi sinh vào tháng 2, tháng 7, tháng 10, tháng 11, tháng 12 âm lịch thì sẽ có cuộc sống vợ chồng không thể tránh khỏi những mâu thuẫn, bất đồng. Điều quan trọng là tân hệ cần phải biết nhường nhịn, dĩ hòa, di ví mới có thể được duy trì mối quan hệ lâu dài, hòa thuận. Nam mạng tuổi tân hệ sinh vào tháng 3, tháng 4, tháng 8 âm lịch, có được tình duyên gặp nhiều may mắn. Sớm tìm được ý trung nhân trong cuộc đời của mình, sớm xây dựng gia đình và có một cuộc sống hôn nhân trọn vẹn, hạnh phúc. Về phần gia đạo và sự nghiệp. Ban đầu sự nghiệp sẽ gặp phải một số khó khăn, trục trặc, công danh không được như ý muốn. Nếu cố gắng kiên trì chờ đợi thời cơ thích hợp, ắt sẽ có ngày thành công. Càng bước vào độ tuổi trung vận, tài lộc càng dồi dào, công việc tiến triển đi lên như diều gặp gió. Gia đình có nhiều truyền thống tốt đẹp, mẫu mực, anh em được hòa thuận, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, dường như không bao giờ xảy ra tranh chấp, đấu khẩu về phần tuổi hợp làm ăn chọn tuổi hợp làm ăn cũng chính là một trong những yếu tố tạo nên sự thành công cho mỗi con người nam mạng tuổi tân hợi nên hợp tác làm ăn với những người tuổi như sau nhâm nhâm tý ất mão tân hợi điều đó sẽ giúp công việc của họ được thuận lợi may mắn và phát triển về phần lựa chọn vợ chồng kết hôn với những tuổi tân hợi nhâm tý đinh tỵ mậu ngọ kỷ dậu ất mạo vợ chồng hòa thuận hạnh phúc cuộc sống được sung sướng nhiều tài lộc tiền bạc dư giả không lo thiếu thốn kết hôn với những tuổi giáp dần bính dần thì sẽ có được cuộc sống hôn nhân lãng mạn hòa hợp vợ chồng hết lòng yêu thương thủy chung với nhau tuy nhiên đường tài lộc kém phần may mắn hơn bởi vậy cuộc sống chỉ đủ ăn đủ tiêu không mấy dư giả kết hôn với tuổi bính thình, nhâm tức, mậu thìn thì cuộc sống vợ chồng không thể tránh khỏi những mâu thuẫn, cãi vã. Điều quan trọng là hai bên cần phải biết nhường nhịn lẫn nhau, chia sẻ với nhau nhiều hơn để vượt qua được khó khăn và thử thách. Nam mạng tuổi tân hợi kém may mắn vào những năm như sau. Năm 21, 25, 27, 33, 39, 45 tuổi. Vì vậy, trong khoảng thời gian này không nên tiến hành những việc quan trọng, đại sự như cưới hỏi, những người sinh vào những tháng sau đây, tháng 1, tháng 5, tháng 7, tháng 9, tháng 10 âm lịch thì sẽ có số đào hoa được nhiều người thương thầm trộm nhớ. Tuy nhiên, phải trải qua nhiều cuộc tình, họ mới có thể tìm thấy được hạnh phúc đích thực cho đời mình. Về phần tuổi đại kỵ, trên bất kỳ phương diện nào, dù làm ăn hay xây dựng hôn nhân, gia đình, nam mạng tuổi tân hợi cũng nên tránh những tuổi đại kỵ, nếu không sẽ gặp phải nhiều khó khăn và trắc trở. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là cái nhìn khách quan ở một góc độ nào đó, điều cơ bản vẫn do thái độ của con người quyết định. Ngày giờ xuất hành hợp nhất Để làm ăn được thuận lợi, phát đạt hơn, tuổi tăng hệ nên chọn giờ chẳng, ngày lẻ, tháng chẳng để xuất hành. Nếu muốn thành công, những người này cần phải chân, những người này cần phải thận trọng, suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định, không nên dựa vào cảm tính, theo diễn tiến từng năm. Từ năm 20 tuổi đến năm 25 tuổi, ở độ tuổi 20, nam mạng tăng hệ mới bắt đầu trưởng thành và xây dựng sự nghiệp. Vì vậy, thời kỳ này còn bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn. Năm 21 đến 22 tuổi, có nhiều biến động, thay đổi về tình cảm, chưa thực sự tìm thấy ý chung nhân của cuộc đời. Năm 23, 24 tuổi, tình cảm đã có sự chuyển biến mới mẻ, may mắn và thuận lợi hơn. Đôi lứa yêu nhau say đắm, tha thiết Đến năm 25 tuổi, tài lập dồi dào, tình cảm phong phú, làm việc gì cũng được như ý. Từ năm 26 đến năm 30 tuổi, cuộc sống ổn định, không có biến cố nào xấu diễn ra. Năm 26 đến 27 tuổi có nhiều niềm vui, công hành doanh tội. Năm 28 và 29 tuổi kém may mắn hơn, đề phòng kẻ xấu lợi dụng, hãm hại, mất mát tài sản. Đến năm 30 tuổi, mùa màng bội thu, làm ăn phát triển. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi, những năm này gặp được nhiều may mắn tài lộc dồi dào, thích hợp mở rộng quy mô, đầu tư dự án lớn sẽ đem lại hiệu quả thành công tốt đẹp. Trong cuộc sống hôn nhân, vợ chồng cần phải biết nhường nhịn để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, công việc làm ăn vẫn được duy trì nhưng không được nhiều tài lộc như trước, không nên chủ quan đến tình hình sức khỏe, coi thường bệnh nhẹ kẻo gặp phải biến chứng về sau từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi gặp được nhiều may mắn thuận lợi trong cuộc sống về cả công danh sự nghiệp lẫn tình duyên và sức khỏe thích hợp đầu tư kinh doanh buôn bán làm việc gì cũng sẽ đạt được kết quả như ý từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi cuộc sống ổn định đầy đủ không lo thiếu thốn những năm này tài lộc không được hưng thịnh như trước vì vậy tránh đầu tư quá lớn vào lĩnh vực không am hiểu kẻo chiều, thua lỗ từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi tránh kiện tụng mâu thuẫn tranh chấp với người khác nên học cách dĩ hòa di ví, nhường nhịn lắng nghe nếu không sẽ tự rước họa vào thân từ năm 56 tuổi đến năm 60 tuổi tuổi tân hệ năm 56 tuổi có đường tình duyên thuận lợi gia đình hòa thuận vợ chồng chung sống tình nghĩa thủy chung năm 57 tuổi con đàn cháu đóng gia đình xung vầy quay quần, cuộc sống sung sướng, sung túc, đầy đủ. Đến năm 58-59 tuổi, có một vài biến động về sức khỏe. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này, cần được nghỉ ngơi, tịnh dưỡng, thư giãn, tránh căng thẳng, mệt mỏi. Năm 60 tuổi, cuộc sống an nhàn, bình yên, có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cảm ơn tất cả các bạn và quý anh chị đã lắng nghe và quan tâm theo dõi. Nếu thấy video hữu ích, quý anh chị và các bạn đừng tiếc like, comment và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Đồng thời đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Xin kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video mới nhất nhé.